Mùa hè năm nay với dự báo diễn biến thời tiết nắng nóng kéo dài sẽ khiến việc vận hành điện gặp nhiều khó khăn. Trước thực tế này, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đều chủ động triển khai những giải pháp tiết kiệm điện, qua đó vừa chia sẻ khó khăn với ngành điện, vừa giảm chi phí hoạt động. Từ đầu tháng 5, doanh nghiệp này đã chủ động điều chỉnh giờ làm việc, tập trung sản xuất vào các giờ thấp điểm, tận dụng triệt để ánh sáng tự nhiên ở các khu vực nhà xưởng. Doanh nghiệp cũng lắp đặt thiết bị biến tần tiết kiệm điện cho dây chuyền sản xuất, ứng dụng công nghệ mới để tăng năng suất và hiệu quả hoạt động. Hàng tuần, hàng tháng chúng tôi đều có những cái tuyên truyền cho người lao động về những cái giải pháp tiết kiệm điện. Chúng tôi cũng xây dựng những cái chế tài để làm sao các tổ bộ phận sử dụng điện một cách hiệu quả, tiết kiệm nhất, khuyến khích người lao động là phát huy những cái sáng kiến cải tiến kỹ thuật về cái tiết kiệm điện. Nhận thức được tầm quan trọng của việc tiết kiệm điện trong sản xuất trong mùa nắng nóng, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đều tính toán các giải pháp sử dụng điện hợp lý như sắp xếp lại sản xuất theo khung giờ thấp điểm, tận dụng ánh sáng và thông gió tự nhiên, tuyên truyền cho người lao động nâng cao ý thức trong sử dụng điện, chuyển đổi dần các công nghệ có tính năng tiết kiệm điện, đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời. Chúng tôi cũng đã triển khai các giải pháp về sử dụng các năng lượng xanh, năng lượng tái tạo. Hiện nay chúng tôi sử dụng điện năng lượng mặt trời phục vụ cho các nhu cầu tiêu thụ của năng lượng của nhà máy, có đạt được cái công suất khoảng 5 MW một ngày, đáp ứng khoảng 15 đến 20% nhu cầu tiêu thụ của nhà máy sữa Lam Sơn. Tuyên truyền đến người lao động thì khi mà rời khỏi vị trí làm việc ấy, thì là sẽ tắt các thiết bị và những các cái vật dụng liên quan sử dụng đến điện để đảm bảo các vấn đề là tiết kiệm điện. Dự kiến của bên ban giám đốc ấy, thì sẽ đưa cái hệ thống năng lượng mặt trời vào để mà sử dụng. Theo dự báo, mùa nắng nóng năm nay, phụ tải điện toàn quốc tiếp tục tăng trên 13%. Do vậy, việc sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả, nhất là đối với khu vực sản xuất kinh doanh, nơi chiếm hơn 50% điện năng tiêu thụ là rất cần thiết nhằm giúp việc lưới điện được vận hành an toàn, thông suốt.